Nộm bò khô mà làm kiểu này á thì cứ gọi là ngon đỉnh của chóp luôn. Tôi có một niềm đam mê bất diệt với các món ăn vặt các bác ạ. Nhất là anh nộm bò khô này này. Lần nào mà lang thang đi ăn vặt là không thể bỏ qua được. Nhớ hồi sinh viên, cứ mỗi lần lọ mọ vào chợ Nhà Xanh là y như rằng 10 lần như một, khiến ngay một bát nộm bò khô mới chịu được. Chưa ăn được là chưa về nha. Trong nộm bò khô có lạc, ăn bùi bùi thơm thơm. Các bác rang lạc chín lên rồi giã dối ra. Đừng có giã nhỏ quá, ăn mất ngon. Làm nộm bò khô thì nguyên liệu gồm lạc, cà rốt, đu đủ, nước mắm, chanh hoặc giấm, nước lọc, đường, tỏi, ớt, rau kinh giới. Và đương nhiên là không thể thiếu bò khô rồi. Cà rốt các bác gọt vỏ, rửa sạch rồi mới bào sợi ra này. Đu đủ cũng làm tương tự. Cách làm đu đủ thì trong nhiều video tôi cũng nói rồi nhờ. Nếu mà các bác không muốn làm như tôi mà vẫn muốn không bị ngứa tay thì có thể đeo bao tay vào gọt vỏ. Hoặc là gọt vỏ đu đủ dưới chậu nước hoặc dưới vòi nước thì sẽ đỡ bị ngứa tay hơn. Đu đủ xanh này ngoài làm nộm ra thì các bác có thể xào, luộc hoặc là nấu canh xương cũng rất là ngon. Nhất là đu đủ già hơi ương ương rồi á, xào lên ta nói ăn ngọt dã man luôn. Nhưng mà dù đu đủ xanh hay đu đủ chín, ăn trực tiếp hay là nấu lên thì các bác nhớ bỏ hạt đi, chỉ lấy phần thịt đu đủ thôi. Để cho nộm đu đủ cà rốt vừa chín nhanh mà vẫn giòn ngon thì các bác ướp đu đủ cà rốt với một ít muối, thêm một chút nước, trộn đều lên để khoảng 15 đến 20 phút thì các bác cho nước vào, rửa sạch cho hết mặn rồi vắt kiệt nước đi. Mình sơ chế đu đủ cà rốt kiểu này thì chỉ cần pha nước mắm chua ngọt, trộn vào cái là có thể dùng luôn rồi, không phải chờ thời gian cho đu đủ cà rốt chín và ngấm gia vị nữa. Nước mắm chua ngọt món này thì sẽ thiên về chua nhiều hơn. Mình pha theo tỷ lệ 1 nước mắm, 1 nước lọc, 1 đường và 3 giấm hoặc chanh. Các bác có thấy con chim vắt chanh của tôi đẹp không? Học đòi mua về dùng cho nó đẹp, nhưng mà chắc là không có lần sau đâu. Vắt kiểu này lẫn cả tinh dầu chanh vào mất rồi. Nước mắm chua ngọt không thể thiếu tỏi ớt được. Bác nào thích ăn bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Phần này cũng bắt buộc đúng đâu này. Các bác băm tỏi nhỏ ra rồi cho vào nước mắm. Về phần ớt tôi không ăn được cay nhiều nên là dùng một quả ớt sừng cho nó đẹp và thêm vào đó một quả ớt cay để cho nó hơi tê tê thôi. Cả hai loại ớt này các bác cũng bỏ hạt băm nhỏ ra rồi cho vào nước mắm. Món nộm này xíu nữa còn trộn bò khô nữa, mà bò khô cũng khá cay rồi, nên là các bác mà không ăn được nhiều cay như tôi á thì nhớ cân đối xem là có cho ớt cay vào hay không nhá. Cho nước mắm vào nộm, các bác trộn đều lên rồi mới bắt đầu cho rau thơm và các thứ khác vào. Rau thơm của tôi hôm nay thì có kinh giới thôi, thái dày khoảng 1cm rồi cho vào trộn cùng. Hôm nay tôi đang quay, đúng lúc vừa trộn xong rau thơm thì mất điện cái toạch. Thế là tôi đành bê ra ngoài để trộn đây. May được cái đang sáng trời nên là vẫn quay được, chứ đứng hôm mà âm u trời thì xin là xin vĩnh biệt cụ rồi ạ. Khô bò của tôi thì có cả hai loại là khô bò miếng và khô bò sợi, nên là tôi cho cả vào ăn cho nó đã. Các bác có loại nào thì cho loại đó vào, trộn hết các thứ lên rồi mới cho lạc vào cho nó giòn. Chứ cho lạc sớm quá ngấm nước là lạc bị ỉu mất ngon nha. Giờ thì mình trộn đều các thứ lên là xong rồi. Bình thường mà đi ăn thì họ sẽ cho vào bát, mình tự trộn. Chứ ở nhà ăn là tôi cứ trộn hết lên rồi cho vào đĩa, thế là ăn thôi. U là trời, ta nói ngon số rách luôn các bác ơi. Cuối tuần mà rảnh rỗi thì các bác cũng thử làm đi nhá. Đơn giản mà ngon cực kỳ luôn đấy nhá.